Chiều nay, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Tam Đảo cùng đi có lãnh đạo một số ban, sở ngành liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã đến kiểm tra tại cầu tràn Bến Tắm, khu vực xảy ra lũ cuốn làm hai nạn nhân tử vong vào đêm ngày 12 tháng 8 và cầu tràn Tân Tiến, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu huyện Tam Đảo chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường công tác cảnh báo tại các địa điểm sung yếu, các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ cuốn, sạt lở. Tuyên truyền người dân chủ động phòng chống khi xảy ra mưa lũ, không đi qua các ngầm tràn, điểm có nguy cơ sạt lở, lũ cuốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao sở kế hoạch và đầu tư, các sở ngành liên quan, giả soát, nghiên cứu, cân đối nguồn vốn đầu tư công để đầu tư dự án công trình giao thông, công trình thủy lợi, cải tạo các ngầm tràn, công trình phòng chống lũ lụt để đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cũng yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi sát diễn biến của thiên tai, chủ động các biện pháp phòng chống hiệu quả, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra